liên quan đến vụ băng nhóm giang hồ gây náo loạn, buộc lực lượng công an phải nã súng bắn thủng lốp ô tô và bắt giữ 7 đối tượng. Ngày 14 tháng 10, công an thị xóm Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai người thiếu nữ. Theo thông tin ban đầu, một thiếu nữ tên Nguyễn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mâu thuẫn với một thiếu nữ ở thị xóm Dĩ An. Nguyễn nhờ nhóm của Nguyễn Trọng Tài 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lên dàn mặt người thiếu nữ ở Dĩ An. Chị này liền báo công an. Công an nã súng bắn thủng lốp ô tô, ngăn băng nhóm giang hồ bỏ chạy. Nhận tin báo, khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 10, đội cảnh sát hình sự công an thị xóm Dĩ An đã tức tốc đến hiện trường. Nhóm của Tài lên 2 chiếc ô tô 4 chỗ và 7 chỗ bỏ chạy liền bị lực lượng công an truy đuổi. Đến đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Thạnh, thị xóm Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe công an đuổi kịp chiếc ô tô Innova 7 chỗ. Các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chống trả quyết liệt. Hung khí của băng nhóm giang hồ. Công an buộc phải nổ súng, bắn bể lốp ô tô nhưng các đối tượng vẫn không chịu dừng lại. Truy đuổi đến trượt Tư An Sơn, phường An Thạnh, thị xóm Thuận An, công an đã khống chế bắt giữ 7 đối tượng cùng tang vật gồm ô tô, dao, mã tấu.